Ngày 19 tháng 7, chính quyền xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam cho biết, thông tin ngư dân địa phương này vừa thả một cá thể rùa biển dài hơn 1,6 mét, nặng 200 kg, bị mắc vào lưới đánh cá về lại biển. Trước đó, chiều 18 tháng 7, tàu cá do ngư dân Võ Công Hậu trú xã Tam Tiến làm thuyền trưởng đánh bắt hải sản cách bờ biển địa phương này 10 hải lý. Bất ngờ trong lúc kéo lưới, ngư dân trên tàu phát hiện một con rùa da, toàn thân màu đen dài hơn 1,6 mét, nặng 200 kg, bị mắc lưới nên đưa rùa lên tàu. Khi tháo lưới ra khỏi thân rùa, xác định đây là loài động vật quý hiếm cần được bảo vệ. Ngay sau đó, các ngư dân đã thả rùa khủng trên về biển.